Con thấy trên mạng có nhiều thầy và sư tông phái khác nhau đã kích nhau, như tông này nói tông kia là chòi phô mộng lép, thì phải kia lại nói tông này là bàn môn tả đạo, tà đạo và la môn giáo. Vậy họ có rơi vào phá hòa hợp tăng không sư? Vì con thấy họ có chung giáo chủ là Phật Thích Ca. Quý vị nên hiểu đó, là thế nào là hòa hợp tăng, phá hòa hợp tăng. Hòa hợp tăng ấy là như thế này: trong một tập thể đang sống chung với nhau trong cùng một cái ranh giới. Ví dụ như trong cùng một ngôi chùa nha, trong cùng một ngôi chùa có 8 vị trở lên, mà nếu như á trong cái nhóm đó chia ra làm hai phe, mỗi phe 4 vị, cãi nhau, không ngồi ăn chung với nhau, không tụng kinh với nhau, có nghĩa là ông này tụng kinh, ông kia không có lên tụng kinh, thì vẫn không gọi là phá hòa hợp tăng. Thậm chí là cãi nhau, đánh nhau cũng không gọi là phá hòa hợp tăng. Cho tới khi mà hai hai nhóm, mỗi nhóm 4 vị nha, mỗi nhóm tối thiểu là 4 vị, quyết định tách nhau ra, không làm tăng sự với nhau nữa. Không làm tăng sự với nhau nữa, tức là cái nhóm này làm tăng sự riêng, cái nhóm kia làm tăng sự riêng, thì khi đó mới gọi là chia rẽ hội chúng. Còn không á thì không phạm vào cái chuyện này. Mà cũng chỉ gọi là chia rẽ thôi nha. Hội chúng bị chia rẽ, nhưng mà bản thân cá nhân những cái vị đó đó, cá nhân 8 cái vị trong cùng một ngôi chùa đó đó, chỉ bị kết tội phá hòa hợp tăng khi nào chư tăng hợp lại, thậm chí là nắm tay lôi chân kéo lại ở cái vị trí ranh giới làm cái tăng sự á, đọc tuyên ngôn khuyên 3 lần mà không được, thì khi đó mới đọc tăng sự tuyên ngôn là vị này phạm tội phá hòa hợp tăng. Chứ không phải quý vị nghĩ chỉ đơn giản là mấy ông sư cãi lộn nhau là phá hòa hợp tăng, không phải nha. Thành ra là dính về giới thì phải hiểu cho rõ, chứ không phải cứ hở một tí xíu là phá hòa hợp tăng. Còn trong trường hợp mà mấy ông sư, mấy ông thầy mà cãi nhau ủm tỏi như vậy đó, thì sư có lời đề nghị như thế này: bớt nghe, bớt nghe, đọc nhiều, tìm hiểu nhiều. Bởi vì một cái chuyện đơn giản là không có ai tự nói là mình sai, không có ai tự nói là mình dở, không có ai tự nói là mình tà kiến, không có ai nói là phương pháp tu của mình đưa đi địa ngục. Ai cũng nói mình đúng, ai cũng nói là mình chánh kiến, ai cũng nói phương pháp của mình đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Nhưng sự thật có như vậy hay không thì phải tìm hiểu, phải đối chiếu. Như tinh thần mà Đức Phật đã nói trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, ai nói cái gì cũng khoan vội tin, mà khoan vội bác bỏ. Đem so sánh với kinh, đem so sánh với luật. Nếu như nó tương ứng với kinh, tương ứng với luật, thì biết là vị đó đã tiếp thu một cách đúng đắn những lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn cái nào mà không đúng thì biết là vị này đã tiếp thu một cách không đúng đắn lời dạy của Đức Thế Tôn. Cho nên ấy, chửi nhau thì dễ, đả kích nhau thì dễ, mạ lị nhau thì dễ ha. Nhưng mà mình có đưa ra được chánh pháp hay không đấy, chứ còn chửi nhau thì đơn giản rồi. Nhưng mà mình có đưa ra chánh pháp hay không, đó mới là điều quan trọng ha. Chứ còn anh ngồi anh chỉ lo tối ngày anh chửi nhau, chứ còn anh không chánh pháp nào ở trong đó hết trơn á, thì nó chỉ đơn thuần á,
là mình tìm kiếm cái sự nổi tiếng thôi. Có nhiều người bây giờ họ lạ lắm, họ tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách họ chỉ trích người khác, không có nên như vậy ha.